Liên quan đến phiếu tiêm 7 mũi, nhiều người thắc mắc về việc Bộ Y tế vừa ban hành mẫu giấy chứng nhận tiêm vaccine mới gồm 7 mũi. Vậy có phải người dân sẽ tiêm 7 mũi vaccine phòng COVID-19 hay không? Để trả lời cho câu hỏi này, tiến sĩ Phạm Quang Thái, trưởng văn phòng tiêm chủng mở rộng khu vực miền Bắc, phó trưởng khoa kiểm soát bệnh truyền nhiễm, Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương sẽ làm rõ hơn về vấn đề này. Cụ thể, về việc mẫu giấy chứng nhận mới gồm 7 mũi tiêm của Bộ Y tế, giấy chứng nhận này mở rộng 7 mũi tiêm để có chỗ ghi thời gian và tên vaccine tiêm cho một số trường hợp đặc biệt. Thí dụ, vaccine Abdala của Cuba có liệu cơ bản là 3 mũi, nhưng nếu người có miễn dịch kém, họ cần tiêm liệu bổ sung và sau đó tiêm liệu nhắc lại, như thế trường hợp này cần phải tiêm khoảng 5 mũi. Hoặc có trường hợp tiêm vaccine thử nghiệm 2 mũi, nhưng vaccine chưa được cấp phép để tăng cường miễn dịch, họ sẽ phải tiêm lại vaccine đã được cấp phép từ mũi đầu tiên. Như vậy, Trường hợp này nếu tiêm đủ hết mũi tiêm thông thường và tăng cường thì sẽ cần tới 7 chỗ để ghi mũi tiêm vaccine, gồm 2 mũi thử nghiệm, 2-3 mũi cơ bản, một mũi bổ sung nếu có bệnh lý nền và một mũi nhắc lại hoặc có trường hợp tiêm vaccine ở nước ngoài nhưng có thể tiêm vaccine không phù hợp với hướng dẫn của Việt Nam thì họ sẽ phải tiêm lại. Việc ban hành giấy chứng nhận mới gồm 7 mũi tiêm vaccine để phù hợp cho mọi đối tượng, phòng cho mọi tình huống phát sinh. Thực tế, người khỏe mạnh sẽ chỉ tiêm 3 mũi vaccine hoặc cùng lắm là tiêm 4 mũi vaccine phòng COVID-19, tiến sĩ Thái nhấn mạnh. Tại một số quốc gia hiện nay như Mỹ, Nhật Bản thấy vẫn có tỷ lệ mắc COVID-19 và tử vong rất cao, tỷ lệ tăng nặng và tử vong vẫn có ở nhóm chưa tiếp cận vaccine do chống đối vaccine hoặc nhóm có bệnh lý không tiêm được. Việt Nam đang nỗ lực bao phủ vaccine và có tốc độ tiêm vaccine rất nhanh, kể cả mang vaccine đến tận nhà tiêm cho người dân. Theo chỉ đạo của Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Y tế, việc tiêm mũi tăng cường nhắc lại hai bổ sung đang được triển khai nhanh để sẵn sàng đối phó với cơn sóng COVID-19 mang biến thể Omicron. Với những nỗ lực đó, hy vọng chúng ta có thể có được miễn dịch cộng đồng trước khi Omicron bành trướng. Thế nào gọi là mũi cơ bản, mũi bổ sung và mũi nhắc lại? Trước hết, liều cơ bản là liều được các nhà sản xuất vaccine hướng dẫn và thực hành tiêm chủng đủ. Mỗi hãng sản xuất vaccine COVID-19 sẽ có số liều cơ bản khác nhau. Ví dụ như vaccine AstraZeneca, Pfizer, Moderna, Moderna, có liệu cơ bản là 2 mũi. Vaccine Abdala của Cuba có liệu cơ bản là 3 mũi, nhưng vaccine Transcend của hãng Johnson Johnson thì chỉ có 1 mũi. Sau khi tiêm liệu cơ bản, các nhà khoa học nhận thấy sau một thời gian, miễn dịch của cơ thể bị giảm dần, khi đó người dân cần tiêm mũi tăng cường. Trường hợp người có miễn dịch kém, như ung thư, HIV hoặc bệnh nhân ghép tạng, dù đã được tiêm liều cơ bản nhưng do đáp ứng miễn dịch yếu nên phải được tiêm một mũi vaccine nữa so với liều cơ bản, gọi là mũi bổ sung. Với mũi bổ sung sau một tháng kể từ ngày tiêm mũi cuối cùng của liều cơ bản, người dân đã có thể được tiêm ngay. Người dân có thể sử dụng chính loại vaccine đã được tiêm ở liều cơ bản để tiêm mũi bổ sung. Nếu không có thì có thể dùng vaccine mRNA như của Pfizer, Moderna để thay thế. Trong trường hợp những người sức khỏe tốt, có hệ miễn dịch cùng kháng thể ở mức cao, ngay sau khi tiêm liệu cơ bản sẽ không cần tiêm mũi bổ sung. Tuy nhiên, sau 6 tháng kể từ ngày tiêm mũi cuối cùng của liệu cơ bản, những người này có thể tiêm mũi nhắc lại. Đối tượng dành cho mũi tiêm vaccine mũi nhắc lại là người mắc bệnh nền, tiếp xúc nhiều với F0, bác sĩ tuyến đầu hay những trường hợp có nghề nghiệp, bắt buộc phải thường xuyên gặp gỡ giao lưu. Chúng tôi xin nhắc lại để quý vị hãy thật yên tâm, sở dĩ Bộ Y tế ban hành mẫu giấy chứng nhận mới gồm 7 mũi tiêm là để có chỗ ghi thời gian và tên vaccine tiêm cho một số trường hợp đặc biệt. Như vậy, trường hợp này nếu tiêm đủ hết mũi tiêm thông thường và tăng cường, thì cần sẽ tới 7 chỗ để ghi mũi tiêm vaccine, gồm 2 mũi thử nghiệm, 2-3 mũi cơ bản, một mũi bổ sung nếu có bệnh lý nền, và một mũi nhắc lại. Hoặc có trường hợp tiêm vaccine ở nước ngoài nhưng có thể tiêm vaccine không phù hợp với hướng dẫn của Việt Nam thì họ sẽ phải tiêm lại, không phải ai cũng sẽ tiêm 7 mũi, còn tùy vào thể trạng và sức khỏe của mỗi người. Do đó bà con hãy thật bình tĩnh, nghe đầy đủ và kiểm chứng thật chính xác thông tin mình nghe được quý vị nha. Một trong những thay đổi đáng chú ý là mẫu giấy xác nhận đã tiêm vaccine COVID-19. Cụ thể mẫu mới được bổ sung các thông tin liên quan mũi tiêm liều cơ bản 3 mũi, liều bổ sung một mũi và liều nhắc lại 3 mũi, theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Giấy xác nhận đã xác nhận tiêm vaccine COVID-19 được cấp cho mỗi cá nhân sau khi thực hiện tiêm chủng vaccine theo quy định. Căn cứ theo hướng dẫn của Bộ Y tế, sau khi kết thúc thời gian theo dõi sau tiêm chủng tại điểm tiêm, cơ sở tiêm chủng cung cấp giấy xác nhận đã tiêm vaccine COVID-19 theo mẫu cho người dân. Việc cấp giấy xác nhận sau thời gian theo dõi ít nhất 30 phút sau tiêm chủng tại điểm tiêm nhằm mục đích đảm bảo người được tiêm không xảy ra các vấn đề như sốc, phản ứng với thuốc tiêm. Như vậy giấy xác nhận tiêm vaccine sẽ được cấp sau khi hoàn thành việc tiêm chủng. Do đó, nếu người dân đã hoàn thành việc tiêm chủng nhưng chưa hoặc không được cấp giấy thì liên hệ đến nơi mà người dân đã tiêm để được hướng dẫn về vấn đề này. Trong bối cảnh nhiều khó khăn thử thách khi vừa phải phòng chống dịch vừa lo phục hồi phát triển kinh tế, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh 10 điểm sáng của năm 2021. Trong đó, trước hết ông nhắc đến việc dịch bệnh cơ bản được kiểm soát, đẩy nhanh ngoại giao và tiến trình tiêm vaccine, điều chỉnh được chiến lược phòng chống dịch, ban hành các gói hỗ trợ, tạo điều kiện khôi phục kinh tế xã hội. Thủ tướng chia sẻ và nói thêm, các biện pháp phòng chống dịch liên tục được điều chỉnh cho phù hợp với thực tiễn, Dịch COVID-19 với biến chủng Delta lây lan nhanh và nguy hiểm xâm nhập sâu vào nước ta, những thời điểm quan trọng chúng ta buộc phải quyết đoán đưa ra những quyết định hết sức khó khăn, báo cáo cấp có thẩm quyền để triển khai. Về phương hướng nhiệm vụ năm 2022, Thủ tướng cho rằng phải xác định khó khăn thách thức nhiều hơn, thuận lợi cơ hội để có mục tiêu giải pháp phù hợp, xử lý hiệu quả các vấn đề phát sinh tiếp tục quán triệt đẩy mạnh phân cấp phân quyền gắn với tăng cường kiểm tra giám sát kiểm soát quyền lực cá thể hóa trách nhiệm không hy sinh tiến bộ công bằng an sinh xã hội môi trường để chạy theo tăng trưởng kinh tế đơn thuần đề cao nhiệm vụ phòng chống dịch thủ tướng cho rằng phòng chống phải an toàn linh hoạt hiệu quả thì mới có thể khôi phục và phát triển kinh tế xã hội trong đó vaccine là hết sức quan trọng thủ tướng nêu quan điểm Muốn mở cửa khôi phục các hoạt động bình thường thì không còn cách nào khác là phải thần tốc thực hiện tiến trình vaccine. Khi đã bao phủ được vaccine, có các loại thuốc điều trị được cấp phép cộng với ý thức người dân, chúng ta sẽ yên tâm mở cửa. Vậy để mở cửa hoạt động bình thường, chúng ta cần phải nhấn mạnh, cần thần tốc tiêm vaccine, chuẩn bị sớm thuốc chữa bệnh, không để xảy ra tình trạng đầu cơ. Cùng với đó, Thủ tướng đồng thời yêu cầu không tổ chức các hoạt động tập trung đông người, nhất là vào Tết Nguyên đáng, quản lý tốt các lễ hội và chỉ đạo xử lý nghiêm các tổ chức cá nhân vi phạm. Theo Bí thư Hà Nội, dịp Tết Dương lịch vừa qua, các cấp các ngành và người dân thủ đô đã thực hiện tốt yêu cầu phòng chống dịch Covid-19, vừa bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, vừa không để xảy ra tụ tập đông người. Bên cạnh đó, các địa phương đã thực hiện tốt công tác quản lý và hỗ trợ F0 điều trị tại nhà. Các lực lượng tuyến đầu như công an, quân đội, y tế, các tổ chức Covid-19 cộng đồng hỗ trợ quản lý F0 tại nhà tiếp tục đóng góp quan trọng giúp thành phố kiểm soát tình hình dịch bệnh. Người đứng đầu đảng bộ thành phố Hà Nội cũng biểu dương ngành y tế đã ban hành quy trình, tập huấn, tổ chức tiêm vaccine tại nhà cho người dân khó khăn trong việc đi đến điểm tiêm phòng, góp phần làm giảm số lượng người nguy cơ cao chưa tiêm vaccine từ 23.000 xuống chỉ còn 15.000 người. Hoan nghênh các doanh nghiệp hỗ trợ và thành đoàn Hà Nội có sáng kiến lập trạm ATMOC miễn phí. Tuy nhiên, Bí thư Thành ủy Hà Nội lưu ý, tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn tiếp tục diễn biến phức tạp với số ca F0 phát sinh hàng ngày tăng cao, số ca ngoài cộng đồng chiếm tỷ lệ lớn, vì vậy phải xác định công tác phòng chống dịch là nhiệm vụ chính trị ưu tiên hàng đầu trong những ngày tới, để vào cuộc đồng bộ, quyết liệt, trước hết là chuẩn bị theo phương châm 4 tại chỗ, sẵn sàng ứng phó ở mức cao hơn. Bí thư Đinh Tiến Dũng yêu cầu các sở ngành chức năng và các địa phương phối hợp ra soát vật tư y tế tiêu hao để tiến hành mua sắm vật tư tiêu hao, vật tư xét nghiệm, tạo điều kiện cho y tế cơ sở chỉ tập trung thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn. Ông Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh, việc mua sắm vật tư y tế là cần thiết, cấp bách vì liên quan đến sức khỏe tính mạng của người dân nhưng phải thực hiện đúng quy định pháp luật, đảm bảo công khai minh bạch. Thành phố nghiêm cấm mọi hành vi tư lợi, nếu phát hiện sẽ xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Như vậy, cần các cơ quan chức năng và các địa phương phối hợp kiểm tra, đảm bảo chất lượng vật tư y tế để tránh tình trạng không đảm bảo ảnh hưởng đến người dân. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Dương Anh Đức vừa ký quyết định về việc tổ chức lại bệnh viện giải chiến thu dung điều trị COVID-19 số 14 thành bệnh viện giải chiến 3 tầng số 14 trực thuộc Sở Y tế. Theo đó, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã quyết định tổ chức lại bệnh viện giải chiến thu dung điều trị COVID-19 số 14 thành bệnh viện giải chiến 3 tầng số 14 trực thuộc Sở Y tế từ ngày 15 tháng 12 năm 2021 với tên gọi bệnh viện giải chiến 3 tầng số 14. Bệnh viện giải chiến 3 tầng số 14 có quy mô 1.600 giường bệnh, trong đó 600 giường hồi sức tích cực, 1.000 giường thu dung điều trị người bệnh không có triệu chứng và mức độ nhẹ, vừa, nặng, với 1.350 nhân viên y tế và các nhân viên hỗ trợ làm công tác hậu cần, hành chính khác. Bệnh viện giả chiến 3 tầng số 14 có chức năng tổ chức thu dung, cách ly, theo dõi, điều trị người bệnh COVID-19 không có triệu chứng và người bệnh mức độ nhẹ, vừa, nặng, nguy kịch theo các hướng dẫn chuyên môn của Bộ Y tế, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 và phục hồi kinh tế thành phố Hồ Chí Minh và Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh. Bên cạnh việc khám chữa bệnh cho người bệnh, bệnh viện đảm bảo các cơ sở vật chất, trang thiết bị, vật tư, hóa chất và đồ ăn thiết yếu cho người bệnh và các nhân viên y tế liên quan.